Quý vị thân mến, các phương pháp và hình thức trị liệu của y học Trung Quốc thời cổ đại rất phong phú và đa dạng. Trong đó có một số nội dung mà ngày nay bằng một cách khách quan, con người hiện đại đã dần dần tiếp nhận. Một vị thầy thuốc Trung Y trước khi lâm chung ở tuổi thứ 112 đã để lại những lời khuyên xác thực là rất có ích đối với chúng ta, giúp kéo dài thọ mệnh. Có thể nó sẽ giúp quý vị đề cao nhận thức đối với sức khỏe. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Món quà để lại lúc lâm chung của một vị thầy thuốc Trung Y cao tuổi. Thật quá tuyệt vời. Mỗi điều đều rất cao thâm, nên cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Nó sẽ giúp bạn đề cao nhận thức đối với sức khỏe. 1. Hãy nhớ kỹ, ngủ là yếu tố quan trọng nhất của dưỡng sinh. Thời gian ngủ nên từ 21 giờ đến 3 giờ sáng. Vì thời gian này là mùa đông trong ngày. Mùa đông chủ yếu là ẩn náu. Mùa đông mà không ẩn náu thì mùa xuân, hạ sẽ không thể sinh trưởng. Sang ngày hôm sau sẽ không có tinh thần. 2. Hết thảy các vị thuốc dùng để trị bệnh, cho dù là Trung Y hay là Tây Y, đều chỉ là trị phần ngọn, không trị tận gốc. Tại vì hết thảy bệnh tật đều bắt nguồn từ những nguyên nhân sai lầm mà sản sinh ra hậu quả sai lầm. Nguyên nhân sai lầm mà không trừ dứt thì hậu quả sẽ không thể bỏ tận gốc. Nguồn gốc căn bản của sức khỏe là tại tâm. Hết thảy pháp từ tâm sinh ra. Tâm tịnh, thân sẽ tịnh. Vì thế khi bị bệnh rồi, không được hướng ngoại cầu, phải dựa vào hệ thống phục hồi của bản thân để chữa trị bệnh của chính mình. Kỳ thực, con người và động vật là giống nhau. Bệnh của động vật đều là dựa vào bản thân mà tự hồi phục. Và con người cũng có khả năng đó. 3. Quan niệm đúng đắn có tác dụng giúp người bệnh tiêu trừ bệnh tật tốt hơn nhiều so với sử dụng biệt dược đắt đỏ và phẫu thuật. Có được quan niệm đúng đắn, bạn sẽ có quyết định đúng đắn, bạn sẽ có hành vi đúng đắn và bạn sẽ có thể phòng ngừa rất nhiều bệnh tật phát sinh. 4. Con người vốn hội tụ hết thảy trí huệ, tuyệt đối không phải là học từ trong sách vở, mà là từ tâm chân thành, tâm thanh tịnh của bản thân, từ trong thiền định mà sinh ra. 5. Trong giới sinh vật, con người là linh thể có cấu tạo hoàn mỹ nhất. Khi con người được sinh ra là đã có một cơ thể khỏe mạnh. Sự điều chỉnh trạng thái khỏe mạnh của con người là dựa vào chính hệ thống điều tiết phục hồi của bản thân để hoàn thành, chứ không phải dựa vào nhân tố bên ngoài. Các nhân tố bên ngoài chỉ có tác dụng phụ trợ. 6. Đại đa số hiện tượng bệnh tật của con người là hiện tượng biểu hiện khi cơ thể đang điều tiết, thanh lọc những thứ không tốt trong thân thể, là trạng thái biểu hiện ra khi cơ thể tự động điều tiết trở lại trạng thái cân bằng. Vì thế chúng ta nên coi đó là hiện tượng sinh lý bình thường, chứ không nên coi đó là căn bệnh để tiêu diệt. Vì vậy khi con người bị bệnh, nhất định không nên có tâm thái oán trách và giận dữ. Tâm lý phải ổn định. Tâm định thì khí sẽ thuận. Khí thuận thì máu sẽ thông. Khí thuận huyết thông thì trăm bệnh đều sẽ tiêu tán. 7. Sức khỏe của con người không thể xa rời hai nhân tố. 1. Khí huyết đầy đủ. 2. Kinh mạch thông suốt, bao gồm huyết quản và đường thông bài tiết những thứ cặn bã. 8. Khí huyết đầy đủ dựa vào sự đầy đủ về thức ăn, dịch mật. Bắt buộc trong khoảng thời gian sau khi trời tối đến 1 giờ 40 sáng, có thể ngủ ngon giấc. Thời gian này đại não hoàn toàn không làm việc, đều do thần kinh thực vật làm chủ đạo, có thói quen sinh hoạt lành mạnh. 9. Kinh mạch thông suốt cần, tâm thanh tịnh. Hết thảy thất tình lục dục đều có thể phá hoại tâm thanh tịnh, từ đó phá hoại sự lưu thông bình thường của kinh mạch. 10. Duy trì một cơ thể khỏe mạnh,
không chỉ cần tăng thu, gia tăng khí huyết, mà còn cần tiết chi, giảm thiểu sự hao tổn khí huyết. 11. Ăn uống quá độ không những không thể gia tăng khí huyết, mà còn trở thành những thứ cặn bã, mang gánh nặng cho cơ thể. Hơn nữa còn bị tiêu hao khí huyết để thanh lọc chúng đi. Lục phủ ngũ tạng là một xưởng gia công khí huyết. Thức ăn là nguyên vật liệu, năng lực gia công là hữu hạn, còn thức ăn là vô hạn, cho nên số lượng thức ăn nhất thiết phải được khống chế. 12. Vận động thích hợp có thể giúp cho khí huyết lưu thông, nhưng đồng thời cũng tiêu hao đi khí huyết. Sự tuần hoàn của cơ thể tại vi mô chủ yếu dựa vào trạng thái lỏng và tĩnh mà đạt được. Đây cũng là điều không thể thiếu cho một cơ thể khỏe mạnh. 13. Chất cặn bã trong cơ thể càng nhiều, sẽ cần càng nhiều khí huyết để thanh lọc chúng. Nhưng khi chất cặn bã nhiều lên và làm tắc huyết mạch, sẽ làm giảm thiểu khí huyết. Cái đó sẽ dẫn đến sự tuần hoàn ác tính. Cũng chính là cơ lý khiến con người già yếu đi. Vì vậy nếu con người muốn khỏe mạnh không già yếu thì phải 1. Giảm thiểu chất cặn bã trong cơ thể. 2. Tăng cường sự thông suốt của các đường kinh mạch. 3. Tăng cường khí huyết trong cơ thể. 14. Tin tưởng vào thuốc, tin tưởng vào số liệu kiểm tra, không bằng tin tưởng vào cảm giác của bản thân. Tin tưởng rằng chính mình có đầy đủ năng lực để điều tiết. Nhưng trước hết, bạn cần phải là người đắc đạo, trí huệ đã khai mở, mới có thể phân biệt được hết thảy những điều này. 15. Sự khỏe mạnh khởi đầu từ việc điều hòa tâm tính. Vì sức khỏe của bạn, bạn hãy tu Phật. Tu Phật đạt được sự vui vẻ, đó là sự hưởng thụ tối cao của đời người. 16. Đối với người có bệnh cũ mà nói, chỉ khi có khí huyết đầy đủ, một là thông qua phương pháp bổ sung khí huyết như đã giới thiệu ở đây, hai là thông qua việc đi tản bộ để đánh thông khí cơ, bệnh tình mới có thể hiện ra. Vì thế người luyện công sau khi công phu đã đạt đến một trình độ nhất định đều xuất hiện một vài hiện tượng bệnh. Đến lúc đó phải vững vàng kiên định, tâm thần phải tỉnh lại và luyện nhiều tĩnh công hơn để gia tăng khí huyết của bản thân, để mau chóng vượt qua giai đoạn này. 17. Con người làm trái với quy luật dưỡng sinh, mặc dù không nhất định sẽ bị bệnh ngay lập tức, nhưng một khi đã hình thành thói quen, liền gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Điều này giống với luật lệ giao thông. Bạn vi phạm luật lệ giao thông, không nhất định sẽ xảy ra sự cố, nhưng tình trạng nguy hiểm là có thể thấy rất rõ ràng. 18. Tại sao con người nhất thiết phải duy trì trạng thái đói khát nhất định thì mới có lợi cho dưỡng sinh? Kỳ thực, đây chính là sự vận dụng tuyệt diệu của chữ hư. Đạo gia giảng, hư thì linh. Chính cái đó cùng với sự khiêm tốn khiến cho con người tiến bộ, giống như tự mãn khiến con người lạc hậu. Vì thế con người nhất thiết phải thường xuyên duy trì trạng thái hư linh, mới có thể luôn luôn duy trì sự thanh tĩnh, duy trì sự khỏe mạnh. 19. Con người muốn khỏe mạnh thì nhất thiết phải làm cho bên trong cơ thể bạn có đầy đủ khí để khí hóa những thức ăn đi vào. Chỉ có như thế thì bên trong thân thể bạn mới không tích tụ chất cặn bã, sẽ không có thức ăn thừa bị phóng thích và phân tán hư hỏa gây tổn hại các cơ quan nội tạng trong cơ thể bạn. Cái hư hỏa còn làm tổn hại khí của bạn. Vì thế, từ trên ý nghĩa đó có thể thấy, con người hiện đại bị bệnh, đại đa số là do ăn uống không điều độ mà thành. 20. Nằm lâu hại khí, ngồi lâu hại thịt, nhàn hạ, ắt khí ứ động, lại dưỡng tĩnh quá độ, sẽ khiến công năng tiêu hóa của tỳ vị bị hạ thấp, chức năng của tạng phủ ì trệ,
khí huyết lưu chuyển ứ tắc không thông thuận, lực đề kháng giảm, khả năng miễn dịch bị tổn hại, lượng đường, mỡ, axit uric, huyết áp tăng cao, dần dần lâu ngày, con người sẽ sinh bệnh. Hơn nữa đa phần đều là thân thể yếu nhiều bệnh. Ví dụ như cảm mạo thường xuyên, không muốn ăn, thần trí mỏi mệt, sốt ruột, căng thẳng, v.v. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về. Hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi. Đừng quên để lại chia sẻ cảm nhận của quý vị để chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.